Ngày 30 tháng 10, Công an, Đoàn Thanh niên Thị trấn Núi Sập phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Núi Sập ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông và thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông tại Trường Trung học Cơ sở Núi Sập. Thời gian qua, vào các giờ cao điểm đưa đón học sinh, tại khu vực cổng trường tập trung đông người thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ gây ra va chạm, tai nạn giao thông cho các em học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông, nên việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường rất cần thiết. Do đó, việc ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông và thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh. Dịp này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thoại Sơn đã trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vận động mạnh thường quân và trích một phần lương của cán bộ chiến sĩ trong đội hỗ trợ.